Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Ly, -9145. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn Hay vào website cá nướng da giòn com Asuka Tiểu Đường, dầu Nhật Bản, bảo thi shop cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của radio sài gòn tv à, thưa quý vị trước phần quảng cáo thì ngọc lan đang đưa tin liên quan đến ông tổng bí thư nguyễn phú trọng của việt nam à, tin tức của báo chí trong nước cũng như của các hãng tin uh, bbc rồi fi uh, voa vân vân và các hãng thông tấn quốc tế cũng đều đưa tin liên quan đến tình hình sức khỏe của nguyễn phú trọng người ta chỉ cho biết rằng là bây giờ ông phải uh, được tập trung lo chữa trị ở ngay tại bệnh viện 108 ở Hà Nội nhưng mà sức khỏe như thế nào, căn ông vướng phải căn bệnh gì tất cả đều không có được thông báo. Bên cạnh đó thì còn có một cái thông tin đi liền với cái thông tin mà thông báo về tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng, đó là cái việc mà ông Tô Lâm sẽ là người thay thế để mà điều hành uh, chủ trì công việc của ban chấp hành Trung ương Đảng của Bộ Chính trị của Ban Bí thư mà ở Việt Nam thì quý vị đã biết rồi, uh, Đảng là cầm quyền. Là người điều hành hết có nghĩa là đảng là cao nhất Ở cấp cao nhất à, Tiếp nữa đó là cũng trong buổi chiều Của ngày 18 tháng 7 ở Việt Nam Thì người ta lại thấy Tất cả báo chí đưa tin Về việc mà um, ông Tô Lâm Đã ký quyết định để ra trao thưởng Cái huân chương sao vàng Cho ông Nguyễn Phú Trọng Mà cái huân chương sao vàng này được xem là Cái huân chương danh dự nhất, cao quý nhất Ở Việt Nam Mà người ta tính từ hồi trước đến bây giờ đó thì chỉ dành trao tặng cho những cái người đã về hưu và có những cái đóng góp rất là lớn lao với nhà nước Việt Nam hoặc là những người đã qua đời, đặc biệt là từ năm 2019 đến nay thì người ta chỉ ký những cái quyết định trao tặng này cho người đã qua đời mà thôi. À, một điều nữa người ta trong cái giới quan sát người ta cũng lưu ý đó là nói rằng là thường á khi mà những cái buổi lễ trao tặng huân chương này kia thì hình ảnh nó rất là rầm rộ. Riêng ở trong cái việc mà nói là trao tặng huân chương sao vàng cho ông Nguyễn Phú Trọng thì không có bất kỳ một cái hình ảnh liên quan nào hết, chỉ có là cái bức bức hình chân dung của ông thôi. Nhiều cái nguồn tin bên ngoài cho rằng là thật sự thì ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời, nhưng mà và đánh như Việt Nam thì hồi trước giờ đó người ta có thể là để đó để xem tình hình như thế nào thì lúc nào sẽ là cái lúc thông báo. À, ngày trước khi mà nói về ông Hồ Chí Minh cũng vậy. Nói rằng là ông qua đời vào ngày 2 tháng 9 nhưng mà vì đó là ngày quốc khánh cho nên chuyển sang đến ngày 3 tháng 9 thì mới là thông báo cái tin là ông qua đời. Thì ở trong trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng thì tình hình sức khỏe của ông đến giờ này được xem là vẫn những cái dấu hiệu thì cho thấy rằng là ông đã thật sự qua đời rồi nhưng mà thông báo chính thức thì chưa có à, dĩ nhiên nói đến ông nguyễn phú trọng ông là người giữ cái chức vụ là cao nhất ở nước việt nam cho nên cái người nào sẽ là cái người kế nhiệm ông thì đó cũng là cái điều mà người ta quan tâm hiện bây giờ à, sau ông nguyễn phú trọng thì những người có thể là thay thế cái vị trí là tổng bí thư thì có là chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Thủ tướng thì có cái quyền hành cao hơn là Chủ tịch nước khi mà họ sắp xếp mà về cái cái vai trò vị trí thì như vậy. Và những người đó thì phải ở trong Bộ Chính trị là đã chọn một nhiệm kỳ. Thì nếu mà xét như thế đó, thì hiện bây giờ đó là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Tô Lâm là hai người đã có đầy đủ những cái tiêu chuẩn như vậy để mà thay thế cho vị trí Tổng Bí thư. Còn ông à, chủ tịch Quốc hội à, Trần Thanh Mẫn thì ông đó vừa vừa mới được bổ nhiệm sau này và cái vai trò của ông á, cái tên tuổi của ông thì nó có vẻ nó rất là mờ nhạt. Và để à, tranh cho cái vị trí tổng bí thư này thì trong thời gian qua kể từ lúc mà ông à, ông Phạm Minh Chính thì đã ở cái vị trí là thủ tướng. Ông Tô Lâm từ à, Bộ trưởng Bộ Công an lên thay thế cái vai trò là chủ tịch nước thì trong thời gian qua người ta thấy những cái 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 động thái những cái hành động của hai người này á sẽ sẽ thấy là đi theo hai hướng khác nhau có triệt tiêu lẫn nhau hay là sẽ cùng nâng đỡ nhau để mà củng cố cái vị trí của mình ông bộ trưởng công an tô lâm tất cả những người ông bổ nhiệm tiếp theo đó hoàn toàn là thuộc về bên bộ công an phía bên ông thủ tướng phạm minh chính thì ông lại liên tục bổ nhiệm đưa những cái người bên quân đội vào những cái vị trí mà then chốt Nó một bên là quân đội một bên là công an thì hai bên đó sẽ cái vai trò cái vị trí và cái cái cách của họ đấu đá nhau như thế nào nói đến ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta lại nhắc đến là cái gọi là công cuộc đốt lò của ông trong thời gian qua nhưng mà cái công cuộc đốt lò của ông á thì cho đến cái thời điểm này nói là thành công hay là thất bại thì đánh giá của những nhà uh, quan sát chính trị ở trên uh, thế giới thì người ta cho rằng đó là một sự thất bại bởi vì nó chỉ là ở cái phần uh, phần ngọn thôi chứ không phải là ở phần gốc. Uh, những cái vụ án mà đã được đưa ra trong suốt thời gian qua đó uh, nào là lên tới là hàng ngàn tỷ đồng, hàng triệu tỷ đồng, uh, nhiều triệu đô la và đặc biệt nhất liên án liên quan cái vụ án mà của Trương Mỹ Lan thì cái số tiền làm cho người ta sửng sốt. Nhưng mà suốt trong quá trình đúc lò của ông thì những cái vụ mà tham nhũng như vậy nó chỉ là biến tướng từ cái dạng này sang cái dạng khác chứ không phải là từ ở dưới là người ta không dám làm. Có nghĩa là đụng đến đâu là có tội giống như là ông Tô Lâm đã nói sẽ không có chuyện bắt nhầm. Bắt là phải phải trúng chứ không có có nói ai trong tất cả những người từ hồi trước giờ các các ông này bắt thì ông nói là không có chuyện bắt nhầm bắt là trúng chỉ là có việc chưa bắt mà thôi thì uh, BBC họ đang ở trong cái uh, một cái um, uh, một cái chương trình đó là trực tiếp và theo dõi sát sao về tình hình chính trị Việt Nam đặc biệt là về tình hình của ông Nguyễn Phú Trọng xem là những cái thông tin uh, có lẽ là trong vài giờ nữa thì những cái thông tin mà liên quan đến ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được đưa ra một cái chính thức Ờ, chúng ta thấy rằng là trong suốt thời gian vừa qua thì uh, cái bộ máy chính trị ở Việt Nam nó thay đổi liên tục thưa quý vị uh, trong nửa năm qua uh, tứ trụ của Việt Nam cũng thay đổi uh, bộ tứ quyền lực rồi bây giờ đến cái chuyện mà ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư cũng uh, không biết là thông tin là sẽ là chính xác người ta sẽ đưa ra như thế nào nhưng mà đây là một trong những cái vấn đề bất ổn chính trị ở một cái quốc gia mà chúng ta cũng cần phải nên là cũng theo dõi xuyên suốt bởi vì chúng ta là người Việt Nam mà thưa quý vị à, một cái thông tin nữa à, địa phương của local ở Hoa Kỳ à, ngày hôm qua vào lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua tại cái một cái cửa hàng à, bán những cái à, gọi là thuốc lá rồi dụng cụ mà để cho người ta hút thuốc đó thưa quý vị gọi là smoke colect thì ngay chỗ đây là một trong những cái đại lộ phía tây ở thành phố à, Los Angeles ở thành phố Lancaster ở một cái cậu bé chỉ mới 18 tuổi thôi vừa mới tốt nghiệp trung học à, tháng tháng năm vừa rồi thì trong cái khoảng thời gian nghỉ hè thì cậu bé này ra cái cửa hiệu này để mà giúp cho gia đình của mình à, à, giúp ba của mình bán à, bán thuốc ở ngoài trong cái cửa tiệm smoke này đó thì không biết lý do tại sao mà cái vụ án mạng nó xảy ra thì có hai người đàn ông bước vào trong cái cửa hiệu này và khi người ta nghe cái tiếng súng nó vang lên rất là nhiều tiếng súng thì thấy hai người đàn ông này bỏ chạy ra ngoài rồi cậu cậu bé khi mà vào bên trong thì cảnh sát người ta thấy là cái cậu bé nằm chết ở trên cái vũng máu ở trong cái cửa tiệm luôn. cậu ờ, cậu bé uh, là một cái trong những cái cậu bé rất là ngoan, rất là hiền và theo những cái thành viên trong gia đình đó thì cậu vô cùng học rất là giỏi và chỉ là để ý đến cái vấn đề mà học tập thôi và chỉ ra phụ giúp cho gia đình trong vấn đề mà quản lý cái cửa tiệm một cái khoảng thời gian chỉ có một mình ở cái, cái cửa tiệm và có thời điểm mà chiều ngày hôm qua các nhà điều tra người ta vẫn đang điều tra cái vụ án mạng này và đang cố gắng sâu chuỗi lại những cái hình ảnh những cái gì mà chính xác nó đã xảy ra ở trong cái cửa hiệu mà bán đồ bán đồ hút thuốc này thưa quý vị. Giữa nạn nhân và hai người đàn ông đó thì không biết rằng là có xảy ra những cái mâu thuẫn gì hay không hay là đây là một cái vụ cướp mà làm hai một trong hai cái nghi phạm này vào bên trong có thể là xảy ra những cái vụ cướp nhưng mà hiện nay thì Sở Cảnh sát Alan Lancaster người ta vẫn chưa đưa ra những cái video nào chính thức để cho tất cả chúng ta thấy. À, nhà chức trách người ta cũng xác định nạn nhân là cậu bé tên là George Peter Alhawara, à, năm nay 18 tuổi. Và những cái thành viên trong gia đình đó thì nói là cậu chỉ là một cái đứa trẻ thôi, vô cùng ngây ngô, rất là dễ thương. Rồi cuộc đời phía trước còn rất là rộng mở và hai cái kẻ sát nhân này đã lấy đi à, cái sinh mạng của cậu bé. Và hiện nay thì gia đình người ta vẫn đang... Uh, kêu gọi những cái ai mà đã nhìn thấy hai cái tên hung thủ này chạy vào chạy ra đó thì thấy thì có thể là báo liền cho bên sở cảnh sát cũng như là gia đình để cho cảnh sở cảnh sát người ta có thêm cái bằng chứng có thêm những cái uh, có tài liệu để mà người ta có thể làm uh, điều tra cái vụ án này uh, gia đình cũng báo rằng là cái tiệm thuốc lá này sẽ đóng cửa vào ngày hôm nay và ngày cho đến cuối tuần để cho cảnh sát người ta có thể mà dễ dàng trong cái vấn đề mà điều tra tội phạm và cũng chưa có một cái lệnh bắt nào được đưa ra tính đến thời điểm này và chưa có một video nào đưa ra nhưng mà hiện nay thì gia đình cũng đang rất là buồn chúng ta thấy rằng có những chuyện xảy ra mà ngoài ý muốn của tất cả mọi người một cậu bé đang có tuổi đến trường rất là dễ thương học rất là giỏi nhưng mà vô chỉ phụ ba mình thôi nhưng mà một tay bay vài gió một hai kẻ vào không biết là cướp hay là sâu cái à, cãi lộn như nhau như thế nào nhưng mà lại là bắn của bé rất là tội nghiệp. À, quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây.